mua nick Free Fire lên quân tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Người đâu ta? Đây rồi, một đứa. Một đứa. Nhưng mà điểm số đi em ơi. Thế là xong luôn thanh niên, lên bảng điểm số luôn nhá. Tuổi gì em? Nó chạy à? Thì chạy với kẹo mà dễ à? Bọn này chạy sao nổi hả anh em? Đi. Ui. Tránh xa cái thùng ra anh em ơi, thùng xanh mộ đấy. Bên trên này. Bắn nhau máu thế. Qua đây. Đuổi nhau à? Tính chất cho đuổi nhau à? Tính chất đuổi bắt à? 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 Đuổi bắt, đuổi bắt này, đuổi bắt này. Cái kia nữa. Chết cả hai đứa luôn. Hay quá nhở. Qua đây, qua đây, qua đây. Tính chất cho đuổi bắt à? Đuổi bắt này. Xong luôn. Thế nên lên bảng điểm số luôn. Tính chất đuổi bắt cái anh là hơi bị sai nhá. Đi nào mọi người. 3 kill đơn giản. Tiếp tục săn trên mạng nào. Súng đạn đã sẵn sàng rồi nghe. Bây giờ là chỉ chờ cứu mạng thôi. P90 súng nó không xịn sò lắm nhưng mà cũng đủ để xài anh em. Súng đạn của P90 cực kỳ nhiều. Skin của mình cũng chất nữa mà. Đi anh em. Đây có người này. Đây có người này. Đây có người này. Xong luôn. Lên bảng điểm số luôn, không phải được nhiều anh em. Thêm một bạn nữa lên bảng điểm số. Nó còn chưa bắn được viên nào vào người mình nữa cơ. Đen cho em, đen cho em. Đen cho em. AK của anh thì đây rồi. Bên dưới kia có một đứa, thế rồi. Anh em thấy chưa? Tôi thấy rồi nhá. Đúng rồi đi. Đúng rồi thì lên thôi anh em. Nó ngay ở trên này à? Dưới à? Nó trên, chơi tầng 2. Có mi không? Không có thì vô tư đi anh em. Có mi đâu? Vô tư đi các bạn này. Ngay bên này. Cái này là bị ta. Trên này à? Phải không bị ta? Phải trên này không bị ta. Mình đoán thế, đúng rồi. Nó vừa nhảy xuống. Có phải nó vừa nhảy xuống không anh em? Nó nhảy sang bên hông ấy. Không phải nó nhảy xuống đâu. Chỉ là nhảy sang bên hông thôi ạ. Đâu canh ở đây không? Đâu canh ở đây không? Ui, từ đây. Canh ở đây à? Canh ở đây à? Thích canh này em này. Cho chụp canh một thể luôn nhá. Thích canh này. Còn máu cái đây anh em. Ui, quá nhiều cái máu luôn anh em. Nó lại thích canh mình cơ. Có đích này. Nòng súng 3 mình có rồi, không cần nữa. 10 tiêu máu các bạn anh em, thoải mái đi. 10 tiêu máu thì cực kỳ thoải mái rồi nhá. Đi thôi. Để 4 người chơi nữa. À, xem kiếm top 1 nào các bạn ơi. Bên này có người à? Đâu xem có người thế này. Lên bả đi. Thằng nào nữa? Thằng nào đây nữa? Giơ tay. Hả? Còn thằng nữa đây cơ mà. Nó chạy rồi anh em ơi. Sao vậy ta, nó chạy đâu rồi ta anh em? Mình qua đây cơ nào. Không thấy đích nhở. Chắc nó chạy xa quá rồi. Chỗ này có người này. Làm sao? Dựng mông keo hả? Ok thôi. Cho chúng dựng mông keo nhá. Cho dựng mông keo luôn nhá. Cho dựng mông keo luôn nhá. Kể cái cho chú dựng mông keo luôn nhá. Chạy đâu hả em ơi? Chạy đâu hả em? Chú nghĩ chú sợ được anh không? Sẽ đổi anh không? Hả? Sẽ đổi anh không? Nó đang yếu, 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 nó đang yếu.
Mày mới sao cây à? Gì vậy? Chú nghĩ gì vậy? Nó gầy mình sau cây okay chơi anh em. Nó nghĩ đã được tôi. Đậm thêm ít đạn xuống trời nhá. Đây go mọi người. Vì thằng này thì mất hết quả keo. Không xa, mình đã kill được nó. Không có mình đâu. Thoải mái đi anh em. Đậm luôn nhá. Let's go. Thằng nào xài đúng vậy? Đây à? Làm sao? Lên bản đi. Chú tưởng chú xài đúng mà ngon á. Chú không tuổi với anh. Qua cho nói anh em ơi. Chắc là nó có đại tiểu liên. Hai mấy dân đã bom thu cơ. Nói chung là kịp lập đại tiểu liên anh em ơi. Máu vứt bớt đi này. Đạn súng chừa này. Đạn thì máu là vẫn là còn nhiều đấy anh em. Mình xin đại tổ liên. À thì ra thằng này nó thu thập hết đại tổ liên à. Thằng nào không có. Đậu xanh. Khoai thế anh em. Cái quần què nó ở ngay trên. Ở ngay trên này. Làm sao. Muốn cái gì. Một đám mấy máu. Một viên nữa. Chạy đi. Quần máu à. Quần máu không. Lên bản đi. Thanh niên. Tính sơi kẹo cơ. Nào vậy? Cái xác của nó sống dậy. Có cả tiếng động nữa cơ. Ghê thế. Là đại. Đi nghe. Nào let's go. Hai thằng nữa. 12 kill top 1 nghe cũng có vẻ ổn anh em ơi. Mà mỗi tội không có một keo. Không có một keo giờ hơi khó chơi này. Có người. Mù mắt rồi. Hơi bị mù mắt rồi. Cái đầu. Bắn dụng con keo bây giờ. Hai lớp luôn thì làm sao? Bạn tin mình bắn dụng con keo không? Bạn nhớ con keo thế không? Hôm nay hơi bị thừa đạn nha anh em. Dụng con keo bây giờ. Cho dụng con keo nhá. Con keo nó chắc thế anh em. Bom keo nó chắc thế nhỉ anh em. Mình bán hơi vô ích rồi. Nó chạy này. Xa quá hơi khó bắn anh em ơi. Nó không đỏ tâm nữa cơ. Xuống dưới. Đúng rồi. Lúc này là lúc chúng ta phải xuống dưới rồi anh em ơi. Thôi xong. Đừng vào đây. Đừng thế chứ bạn. Đây nè. Qua đây. Đây nè. Phía sau mình nghĩ là cũng có người đấy. Khoai thế. Hơi bị khoai anh em ơi. Không có băng keo. Số nhỏ kinh khủng luôn. Canh phía sau. Đâu chúng ta anh em ở dưới này. Không có. Trong nhà này. Hơi bị ghê anh em ơi. Không biết thật có lại đâu cơ. Mới biết được vị trí của một đứa thôi. Nó ngay căn nhà đấy thì nó cũng chẳng chạy đi đâu đâu. Thằng kia chắc trong xưởng à. Rồi nhá mày có chừng nha mày. Nó ở ngoài anh em ơi. Nó ngoài bo. Bo chỗ kia cơ. Thế là mình kiểu gì mình cũng ăn được thằng này. Thằng kia gãy rồi. Phải thắng trước mặt không? Chắc là chỉ thắng trước mặt thôi anh em ơi. Thằng ở trước kia gãy rồi. Có khi nào nó bị AFK không ta? Thằng căn nhà kia có khi nào nó bị AFK không ta? Mình không chắc nữa cơ. Hên xui lắm anh em. Mình mới dẫn đã bo thu này. Hình như thằng bên này nó bị chết bo thì phải. Sao chơi ngáo vậy ta? Gần top rồi còn AFK à? Đứng xuống dưới chờ xem anh em. À đây, mấy thằng ở dưới chết thật. Thằng dưới nó chết thật anh em ơi. Chạy vào. Chạy lại luôn. Chạy lại anh em ơi. Qua đây, có người này. Có người này. Hay lắm. Không còn bom, không còn gì cả anh em.
hết sức thật. Bãi trưởng, cảm ơn, khổ thế anh em. Không sao, không sao, không sao. Qua đây, qua đây nhá. Qua đây sớm nhá, qua đây sớm nhá, sớm nhá, sớm nhá. Mình một kill top 1. Sơn mình thế nào hả anh em? Sơn mình thế nào? Mình một kill top 1 luôn, dựng cờ. Top 1 nha anh em. Nó tính sơn mình cơ. Sơn mình thế nào? Sơn mình thế nào?